Nghe rõ. Nghe rõ, bấm số 1. Dạ. Nghe rõ, bấm số 1. Dạ. Cảm ơn chị Phạm Ánh Tuyết. Dạ, cảm ơn chị Bích Liễu nè. Dạ. À, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái chủ đề hiểu về thận. À, đây là một cái chủ đề cũng tương đối là đặc biệt. Tại vì cái vấn đề về thận thận hiện nay là một trong những cái vấn đề người ta rất là lo, bởi vì thận mà có vấn đề rồi thì nó ảnh hưởng sức khỏe rất lớn đến sức khỏe của chính chúng ta. Dạ. À, cảm ơn chị Mỹ Lan, Phụng Phụng, dạ Quang Nguyễn. À, chủ đề trước các anh chị tìm hiểu về hàn khí rồi, tìm hiểu về phổi và hiểu về hàn khí. À, chúng ta bắt đầu tuần rồi thì chúng ta có ứng dụng cái cách tắm không các anh chị ạ? Ai trong số các anh chị đã ứng dụng cách tắm rồi, ứng dụng cái cách tập thể dục vận động vân vân thì đã giảm được cơ thể mình giảm lạnh như thế nào, có thể chia sẻ lên chút xíu không các anh chị? Hello chị Trịnh Huệ Nương. Dạ, chị Trịnh Huệ Nương ở ở Đà Nẵng. Dạ. Hello, hello Nhi Lu. Dạ. À, Đạt Đồng Gia Sư. Hello, cảm ơn. Các anh chị hôm trước hiểu về hàn khí rồi đó. Các anh chị có chia sẻ chưa? Có thực hành rồi cái cách tắm đồ rồi một số cái bài tập thể dục. Các anh chị đã ứng dụng sâu sắc chưa? Rồi cảm nhận trong tuần qua thì mình giảm được lạnh hay không? Cảm nhận trong tuần qua. Dạ. Hello bạn Hạnh Ngôn. Xin chào bạn. À, các anh chị nào đã xem livestream trước ạ? À? Dạ. À, Đạt Đồng Gia Sư cảm nhận là cái lạnh nó giảm hơn không ạ? Đó là có hiệu quả. Dạ, Thanh Lê Di. Dạ, cảm ơn anh nhiều nhiều. Dạ. Áp dụng rồi, tuyệt vời. Cảm ơn Mật Ong. Mật Ong ở ở Bình Dương. Cảm ơn chị. Dạ. Nhiễm hàn khí thì nó rất nghĩ rằng nó không bệnh nhiều, nhưng mà về lâu dài nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chính chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta học về thận, Toàn cũng chia sẻ một số cái ý gì đó. Khi một con người bị nhiễm lạnh thì nó ảnh hưởng đến thận như thế nào? Thì tối ngày hôm nay là một buổi rất là quan trọng. Chúng ta hiểu hơn về sự vận hành của cơ thể con người của chính chúng ta theo cả nguyên lý Đông và Tây y, và hiểu hơn về cái y học dinh dưỡng. Thì mục tiêu của tất cả các buổi livestream này là toàn hỗ trợ cho tất cả các anh chị hiểu hơn về các chủ đề về cơ thể của chính mình. Hiểu hơn về cơ thể mình theo nguyên lý Đông và Tây y. Thì lúc thời điểm đó chúng ta sẽ có cái cách nhìn tổng quan hơn về sức khỏe của chính bản thân mình. Và có một cái khía cạnh nào đó biết đâu nó có thể giúp đỡ cho tất cả các anh chị. Dạ, cảm ơn chị Bảy. Dạ, chị Đạt Đồng Gia Sư thì lấy lạnh thì miếng bạc vừa xanh vừa đỏ. Dạ, Hạnh Ngôn thì Hạnh Ngôn thì có xem nhưng mà chưa thực hành được. Dạ, tắm đồ thì đang Hạnh Ngôn đang có vấn đề về sức khỏe. Dạ, Bích Liễu thì áp dụng cả cho bé.
Thấy Trần Ngọc Xuyến à, hôm nay mới lên Facebook tắm cho bé nè. Tắm cho bé thì quay lên, thì tắm từ chân tắm lên. Dạ, ở đây có Phạm Thành hỏi là sỏi thận. Thì chút xíu cuối giờ chúng ta sẽ chia sẻ cái ý này. Dạ. Ừ. Cảm ơn các anh chị. Xin chào Nguyễn Hữu Tình. Xin chào Nguyễn Hữu Tình. cảm ơn đã theo dõi. Dạ. À, có khoảng 80 người, chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề nghe các anh chị. Dạ. À, có chị Vi Vi Nguyễn nè, Vi Nguyên vẫn còn lạnh, em lần tiên được nghe anh. Dạ, chưa hiểu ý của chị ạ. Có nghĩa là làm lần đầu tiên hay sao chị ạ? Em chưa chưa hiểu ý thấy chỗ Quy Nguyễn, Quy Nguyên. Dạ. Hello, hello Lộc. Lộc Tấn Lê. Tầm khoảng cỡ ở đây có Linh Ken là đi tiểu nhiều. Dạ. Đi tiểu nhiều tốt không? Thì dĩ nhiên tiểu nhiều. Đi tiểu nhiều thì không tốt rồi, tiểu đêm nhiều cũng không tốt luôn. À, chúng ta sẽ chia sẻ sâu sắc. Dạ, anh chúc hồi cuối chương trình em sẽ chia sẻ cái sỏi thận nghe anh Phạm Phạm Thành. Dạ. Chúng ta sẽ chia sẻ một số ý. Dạ. Cũng gần 70 người à. Khoảng 80 người cái chúng ta chia sẻ, chúng ta ôn bài chút xíu hôm trước về cái việc mà bị nhiễm hàn khí. Thì trong cái buổi đó thì chúng ta chia sẻ về một số cái bất ổn, thì có một số anh chị cũng nhắn tin với Toàn là mình cũng biểu hiện cái đó, nhưng mà ngày xưa giờ mình đi khám bệnh đó, mình không biết căn nguyên tại sao và mình không có chú ý đến yếu tố ngăn chặn cái tác nhân nhiễm lạnh hơn. Và dần dần thì mình sẽ có dấu hiệu bất ổn sức khỏe nói chung, nhưng mà mình không cậy lại không nắm rõ. Thì lúc thời điểm đó mình hiểu được cái nguyên lý rồi, các anh chị hãy cố gắng làm sao giảm tối đa cái hàn khí. Thì lúc thời điểm đó các anh chị sẽ chăm sóc. Lúc đó giảm tối đa cái hàn khí thì lúc đó chúng ta sẽ chăm sóc được sức khỏe của chính chúng ta. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Toàn sẽ tạo điều kiện cho tất cả các anh chị, đó là tìm hiểu về hiểu hơn về cái thận của chính mình. Đầu tiên thì các anh chị có thể share về tường của mình đi các anh chị. Share về tường để dành xe gì tường để dành chúng ta đã chia sẻ. Các anh chị giúp Toàn á cái câu hỏi á, chúng ta có thể để lại cuối á, để lại gần cuối của livestream thì chúng ta sẽ chia sẻ, rồi sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến chủ đề nha các anh chị. Dạ. Ở đây cũng có một số anh chị hỏi. Dạ. Hỏi nhiều câu hỏi thì chúng ta khoan các anh chị. Chúng ta sẽ chia sẻ. Xong rồi chúng ta sẽ hỏi, tại vì Toàn sẽ để cái máy điện thoại Joan bên, hoặc là Toàn chỉ coi những cái chủ đề mà chúng ta chuẩn bị nói tới đây. Rồi cuối lại các anh chị nhớ lặp lại những cái câu hỏi giúp Toàn, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sau đó ha các anh chị. Các anh chị giúp Toàn cái điều đó một cái ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hiểu hơn về cái trái thận của mình. Mục tiêu của chúng ta là không nhất thiết phải hiểu hết tất cả những cái sự vận hành của cơ thể con người của chính chúng ta, nhưng mà đâu đó chúng ta sẽ hiểu được một phần nào đó cái cơ thể của chính mình.
Một con người thì nhiều khi họ nghiên cứu hết cuộc đời của họ cũng chưa chắc hiểu hết về chính chính bản thân họ. Nhưng mà may mắn cho cá nhân Toàn thì ý nguyện của Toàn trong cái cuộc sống về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đó là làm sao thấu hiểu tương đối cái sự vận hành của cơ thể con người theo cả nguyên lý Tây và Đông y. Rồi sau đó nghiên cứu về cái quá trình phục hồi lại sức khỏe của chính chúng ta thì nghiên cứu sâu về dinh dưỡng và các thuật dân gian cũng như những cái kinh nghiệm mà ông bà mình ngày xưa để lại. Nếu mà giải thích được thì quá tốt, còn nếu không giải thích được thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng dựa trên những cái thuật đó. Thì khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về sức khỏe của cá nhân mình, đặc biệt khi hiểu về cơ thể, thì hôm trước chúng ta có nói này, một con người thì cần ba cái thông, tam thông á các anh chị. Thứ nhất là làm sao chúng ta thông suốt về quan niệm về sức khỏe và chúng ta hiểu biết về sức khỏe của chính chúng ta. Đó là cái thông thứ nhất. Cái thông thứ hai đó là làm sao chúng ta thông về cái hệ tiêu hóa. Thông ở đây có hai ý nghĩa, đó là chúng ta hiểu hơn về cái sự vận hành của cái hệ tiêu hóa của chính mình. Sau đó thì chúng ta cũng làm một cái động tác cũng thông nó luôn. Đó là làm sao cho hệ tiêu hóa luôn luôn thông suốt và sạch sẽ. Nên là mỗi ngày đi phân thường xuyên rất là quan trọng. Rồi sau đó thì chúng ta đã tìm hiểu về cái hệ tiêu hóa xong rồi chúng ta thông về máu. Thì chúng ta hiểu hơn về sự vận hành của máu, hiểu hơn về cách làm việc của hệ miễn dịch. Rồi sau đó thì chúng ta hiểu về một số cơ quan bộ phận thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu về thận. Và thận chính là một trong những cái cơ quan bộ phận rất là quan trọng là bởi vì chúng ta tiến hành thận thì nó có một vai trò quan trọng trong quá trình lọc máu. Thì trong chủ đề ngày hôm nay, các anh chị sẽ có rất là nhiều câu hỏi. Toàn nghĩ là các anh chị có nhiều câu hỏi. Nhưng mà các anh chị giúp Toàn một điều đó là hãy cuối giờ chúng ta sẽ hỏi. Và trong quá trình tương tác thì các anh chị hỗ trợ giúp Toàn cùng với nhau để chúng ta làm sao cho chương trình diễn ra nó tốt. Đầu tiên thì Toàn rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi rất là nhiều về chương trình mà Toàn livestream trong suốt cái thời gian qua. Và trong của chủ đề bữa nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái chủ đề nó tên gọi là trái thận của chúng ta, hiểu về thận của chúng ta. Thì thận của con người của chính chúng ta thì các anh chị cũng biết là nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở đâu các anh chị ạ? Trên hình thì các anh chị nhìn thấy rồi. Đó là dọc theo đốt sống lưng đúng không ạ? Dọc theo đốt sống lưng khoảng ở ngoài sau lưng của chúng ta ở đây. Thì các anh chị chắc chắn cái ebook chúng ta sẽ chia sẻ các anh chị là ở đốt sống thứ mấy ra sao, rồi vị trí nào chúng ta sẽ nói rất là rõ trong ebook. Tại vì chúng ta sẽ dành thời gian chia sẻ sâu hơn về một số cái hiểu biết về để chăm sóc làm sao cho chăm sóc thận tốt nhất. Còn những cái thông tin khoa học, những cái thông tin vị trí rồi cân nặng hay là cái gì 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 chúng ta sẽ tìm hiểu một cách sâu sắc sau. Thì các anh chị chỉ cần biết được thận là nó ở ngoài sau cột sống lưng của chúng ta, nằm sát vô cột sống lưng của chúng ta, đốt sống lưng của chúng ta. Rồi, vai trò của thận như thế nào thì để nói thì các anh chị sẽ khó mà nắm bắt. Thì Toàn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị đó là xem một cái đoạn video của bên test đó các anh chị, bên một cái tổ chức về giáo dục thì người ta tóm gọn lại cực kỳ đơn giản là vai trò của thận đối với sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên có hai phần mà các anh chị cần tìm hiểu. Đó là đầu tiên đó là vai trò của thận theo nguyên lý của Tây y. Sau đó chúng ta tìm hiểu về thận theo nguyên lý của Đông y. Và làm sao cái vấn đề của thận phát sinh thì nó sẽ có những cái vấn đề gì. Và giải pháp làm sao để bảo vệ trái thận của chúng ta. Tại vì có một số anh chị nói là bảo vệ thận thì nó sẽ dễ dàng hơn cái vấn đề bị bệnh về thận. Bệnh thận rồi điều trị. Nên chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những cái khía cạnh làm sao để bảo vệ trái thận của chúng ta tốt. Thì chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi trên màn hình nghe các anh chị là một cái đoạn video hiểu về thận của chúng ta. Thì chắc cái ekip làm việc thì các anh chị hỗ trợ Toàn là trong quá trình bắt video chúng ta cũng hỗ trợ có tiếng luôn đi. Có tiếng chút xíu rồi sau đó ngừng lại ha, ngừng lại để cho anh chia sẻ một cách sâu sắc về cái trái thận này. Rồi chúng ta hãy cùng nhau xem phim nghe các anh chị. It's a hot day, Đây, and you've just downed gần several. cái em ạ. Người ta nói là đó là một vào một cái ngày nóng,
thì chúng ta cảm thấy chúng ta lại uống nước liên tục. Thì người ta hỏi lý do tại sao mà khi chúng ta nóng lại uống nước, hoặc là chúng ta lại có dấu hiệu khát nước đi. Thì nói về thận, các anh chị sẽ biết được cái điều chỉnh thân nhiệt trong cơ thể con người chúng ta. Thì thận nó có những cái cảm biến để giúp cho chúng ta khi nóng quá, khi nóng bức quá, nó sẽ làm cho chúng ta khát và chúng ta uống vào. Thì uống đủ nước thì nó sẽ có dấu hiệu là điều chỉnh lại và chúng ta không làm cho chúng ta có dấu hiệu khát nữa. Nên khát nước của một con người nó liên quan, hôm trước chúng ta tìm hiểu về phổi. Thì chúng ta nói là phổi nó quyết định điều tiết nước, quyết định rất là lớn đối với nước, làm cho có một số người bị vấn đề về phổi thì lại nhanh tiểu vân vân. Thì ở đây thận thì nó cũng quyết định cái nước của chính chúng ta theo nguyên lý của Tây y nghe các anh chị. Này các anh chị. Glasses of water, one after the other. Hết một ly này đến một ly khác. Nguyên nhân cái cơn khát là hai cái bộ phận hình đậu trong cơ thể con người chúng ta. Đây, rồi, hoạt động giống như một cái cảm biến này, lúc nãy Toàn chia sẻ cho tất cả các anh chị. Đây. Đầu tiên mà vai trò của thận, các anh chị chuẩn bị lấy cái viết hay là gì đó ghi lại cho mình dễ nhớ. Đó là cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể con người của chính chúng ta. Cân bằng lượng chất lỏng có nghĩa là khi mà cơ thể con người chúng ta thiếu nước đi thì nó sẽ có dấu hiệu làm sao để huy động cái lượng nước để đưa vào cơ thể của chính chúng ta, và thừa nước thì nó sẽ đào thải ra ngoài như thế nào. Và cân bằng dịch lỏng này nó cân bằng luôn cái độ pH với cái độ bazơ trong cái máu của chính chúng ta. Thì chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về những cái tính năng đó. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu về thận thì các anh chị biết là cái thói quen ăn uống của một con người thì ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng của quả thận, chất lượng sức khỏe của quả thận. Bởi vì có một số anh chị không để ý đến tính axit và bazơ của thực phẩm. Nên khi chúng ta bất kỳ ăn vào cơ thể chúng ta bất kỳ một cái thực phẩm gì thì cái độ pH trong máu của chúng ta, người ta tính ước tính á, nó tầm khoảng cỡ 7.365 thì nó pH hơi có tính 3 giờ chút xíu. Và thức ăn chúng ta ăn vào, bất kỳ thức ăn gì nó cũng biến đổi cái độ pH của máu. Thì nếu mà một người nào đó ăn quá nhiều cái thực phẩm có mang cái tính chất axit thì nó lại ảnh hưởng làm cho thận nó phải làm cái việc cân bằng lại cái dịch lỏng đó. Thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chức năng của thận về lâu dài. Chút xíu chúng ta sẽ nói sâu cái điều này các anh chị. Cái thứ hai đó là phát hiện ra chất thải trong máu. Có nghĩa là quy trình của cơ thể của con người chúng ta. Thì các anh chị hôm trước có học về hệ tiêu hóa rất là hiểu rõ. Đó là khi chúng ta ăn một thức ăn, hôm trước các anh chị học về hệ tiêu hóa rất là hiểu rõ. Chúng giống như chúng ta ăn một cái thức ăn, nó sẽ đi qua miệng nè, xuống dạ dày, xuống ruột non, hấp thu vào máu, cái sau đó đem qua gan, thì gan lúc đó là lọc cái chất ra rồi nó chuyên chở những chất đi dinh dưỡng đem vào nuôi cơ thể. Thì vậy thì rác thải của từng tế bào thì nó sẽ đưa qua lề gan, gan sẽ lọc. Hiểu về lá gan, các anh chị thấy là gan nó sẽ lọc cái chất độc hại, sau đó đổ cái chất đó vào máu. Thì máu nó sẽ luân chuyển qua thận, và lúc thời điểm đó nó sẽ đào thải những cái rác thải ra ngoài và chất độc hại ra ngoài. Thì thận có một cái vai trò rất lớn cho phát hiện cái chất thải trong máu và đào thải ra ngoài các anh chị. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó. Rồi, khi biết khi nào chúng ta cần vitamin và khoáng chất và các hormone cần thiết. Có nghĩa là sao ạ? Khi cơ thể con người chúng ta thiếu dưỡng chất, tại vì Toàn đã từng thắc mắc nè. Ví dụ như giờ cơ thể chúng ta thiếu một cái chất nào đó trong cơ thể con người chúng ta. Nếu mà trong cơ thể con người chúng ta nơi nào đó cần vitamin, cần khoáng chất, rồi cần những cái hormone để có thể điều khiển cơ thể con người chúng ta vận hành một cách rất là tự nhiên. Thì trong cơ thể con người chúng ta nơi nào phát hiện cái sự thiếu hụt đó thì ai cũng biết á, là máu nó sẽ
nó sẽ đi đến nơi và dẫn truyền tất cả những cái đó đi khắp nơi. Nhưng mà máu nó không có đủ thông minh để hiểu được cái điều đó. Nhưng mà khi bắt đầu máu nó đi qua thận, tại thận có những cái bộ lọc và có những cái cảm biến, và giống như các anh chị thấy là giống như là có con robot tại đó vậy đó. Nó sẽ phát hiện ra cái lượng nồng độ, cái dưỡng chất đó trong máu như thế nào ra sao, thì thiếu hụt sao. Nó sẽ phát hiện và nó báo nơi trong cơ thể con người chúng ta, và đặc biệt là trong lá gan. Nó sẽ báo qua lá gan, và lá gan nhằm nhiệm vụ là đem những cái dưỡng chất đó đi nuôi cơ thể, hoặc là báo trên não bộ và làm cho chúng ta có tính chất ăn uống để làm sao đấy đưa vào cơ thể con người chúng ta những cái chất đó. Thì thận có vai trò rất là quan trọng, đó là biết được khi nào cơ thể chúng ta cần vitamin, biết được khi nào chúng ta cần khoáng chất, và đặc biệt là những hormone cần thiết cho quá trình giúp cơ thể chúng ta sống sót. Đó là năm cái vai trò chính anh chị ghi chép lại giúp Toàn nè: cân bằng dịch lỏng trong cơ thể con người chúng ta, hỗ trợ phát hiện ra những cái rác thải trong máu để bài thải nó. Thứ hai, ba đó là hỗ trợ phát hiện ra sự thiếu hụt các vitamin. Thứ tư là khoáng chất, và thứ năm đó chính là những cái hormone trong cơ thể con người chính chúng ta. Thì thận có năm vai trò cơ bản của bên Tây y, và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những cái vai trò này các anh chị. Hormones you need to stay alive. Say hello to your kidneys. Người ta kêu là chúng ta hãy chào quả thận đi. Thì vai trò chủ yếu của cơ quan này là lọc bỏ các chất thải. Các anh chị nhìn cái cấu trúc của quả thận, các anh chị nhìn đây. Phiền các anh chị nhớ nhìn thấy. Đầu tiên thì các anh chị thấy đây ha. Rồi. Is to dispose of waste products and to turn them into urine. Biến thành những cái nước tiểu có nghĩa là gì? Cơ thể chúng ta sẽ tiến hành lọc máu. Thì một ngày lọc khoảng từ 20 đến 25 lần mỗi ngày, trong người ta ước tính bước đầu là 8 lít máu các anh chị. Đây các anh chị thấy đây. Vậy các anh chị tính thử này, nghĩ là tổng cộng chúng ta phải lọc 180 lít máu trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vậy thì các anh chị tưởng tượng thử, một ngày nó phải lọc có khoảng 180 lít máu. Một tháng sẽ lọc bao nhiêu, và một năm lọc bao nhiêu, và suốt cuộc đời của một con người nó sẽ chảy qua một cái lộ trình lọc máu như vậy. Nên trái thận nó làm việc rất là cực lực, và ngày đêm nó đều làm việc hết các anh chị. Together, these organs filter about 180 liters đây. Every 24 hours. Rồi, 24 giờ thì bắt đầu trái thận đây. Các phần trong cơ thể liên tục thay đổi khi bạn tiêu hóa đồ ăn thức uống. Có nghĩa là gì? Trong cơ thể, chất thành phần trong máu, đặc biệt là độ pH của máu. Độ pH của máu nó thay đổi khi chúng ta ăn bất kỳ cái gì vào cơ thể con người chính chúng ta. Khi các anh chị uống nước, các anh chị ăn một cái bánh, các anh chị ăn một cái hũ dâu ua, hay ăn một cái trái cây, ăn bất kỳ cái gì đưa vào cơ thể con người chúng ta đều có dấu hiệu là các thành phần trong cơ thể nó sẽ biến đổi. Vậy thì khi ăn uống nó sẽ biến cấu trúc từ độ pH đến tất cả là thành phần của máu biến đổi. Mà các anh chị biết máu á, mà nó có một cái chuyển vào một cái môi trường hơi axit, có nghĩa là có một số người có dấu hiệu là môi trường axit thì dễ bị viêm nhiễm mãn tính, dễ tế bào lạ, dễ tăng sinh. Rồi dấu hiệu là mồ hôi của chúng ta có dấu hiệu hơi chua, mồ hôi nó khác lạ so với bình thường. Rồi bên cạnh đó các anh chị thấy là thân nhiệt của những con người có mồ hôi đó thì thường hay là có dấu hiệu thân nhiệt nóng lên. Và các anh chị biết là có một số người rất là dễ bị mũi cắn, rất là dễ bị mũi chích á. Các anh chị thân nhiệt cao mà mũi nó phát hiện ra nó chích sớm hơn. Thì lúc thời điểm đó cái tiếng bã nhờn nó tiết ra. Và cái thành phần trong máu mà nó có tính chất axit cao thì môi trường của người phụ nữ hay người đàn ông đó có tính chất axit. Thì khi Toàn nghiên cứu về cái quá trình nuôi dạy chăm sóc bà bầu, chăm sóc cho những người sanh đẻ, thì có một số người dấu hiệu là cơ thể nó không có nuôi dưỡng được cái bào thai, và tinh trùng vào thì có dấu hiệu chết đi nhiều. Thì sau một thời gian nghiên cứu thì có một số chuyên gia chỉ điểm là cái môi trường của người phụ nữ đó có dấu hiệu axit cao quá thì có khả năng cũng tiêu diệt tinh trùng nữa. Thì cơ thể của một con người mà khi ăn uống hàng ngày, nếu mà cái thực phẩm có quá nhiều cái tính chất axit và làm cho máu nó biến đổi cái môi trường đi, thì qua thận nó phải có một áp lực rất là lớn, đó là cân bằng lại cái
cái độ pH của máu. Bởi vì nếu không cân bằng pH tầm vào khoảng 7-3-6-5 thì lúc đó cái vấn đề sức khỏe của con người chúng ta sẽ diễn ra. Khi mà tính axit vừa cao lên thì khả năng viêm nhiễm sẽ diễn ra, tế bào lạ rất là dễ tăng sinh. Thì khi đó thì ăn vô là cơ thể chúng ta phải làm việc không ngừng nghỉ. Có nghĩa là cơ thể chúng ta, nếu mà người nào suốt ngày chỉ ăn những cái thức ăn, ăn uống mà không có cơ thể lúc nào cũng đưa vào cái cơ thể chúng ta, lúc nào cũng ăn uống hết, thì cái thận nó sẽ làm việc rất là mệt mỏi trong cái cơ thể con người chúng ta. Nên là nó không làm việc nó suốt luôn, không ngơi nghỉ trong suốt quãng đời sống của một con người. Đây các anh chị nhìn thấy đây, máu đi vào mỗi quả thận thông qua động mạch, các anh chị, tạo thành các mạch máu nhỏ bền chặt vào các đơn vị. Các anh chị cứ tưởng tượng là nó đi sâu, nó vô thiệt là sâu bên trong. Các anh chị, đó. Các anh chị cái thấy cái hình mà có cái vòng tròn, nó gọi là nevron đó các anh chị. Thì cái nevron này nó có một cái cấu trúc, nó hỗ trợ, đây là một cái đơn vị đặc biệt bên trong của chân thận. Thì nó làm cho cái lọc, quá trình lọc máu nó sẽ diễn ra bên trong đây các anh chị. Và cơ thể chúng ta rất là nhiều cái neuron này, hàng triệu cái neuron trong cái quả thận của chúng ta. Đây các anh chị sẽ tiếp cận thấy là đó, bắt đầu. Đây là nơi để thể hiện sự hoàn hảo và chính xác của hệ thống cảm biến trong cơ thể. Có nghĩa là tại đây nó sẽ diễn ra quá trình lọc máu và cảm biến trong cơ thể, rồi nó phát hiện ra cái chất độc hại, cũng như là nó phát hiện ra sự thiếu hụt dưỡng chất sao. Nó có một bộ cảm biến, đó là đếm cái lượng hồng cầu qua cái thận. Nếu mà lượng hồng cầu, lượng máu mà thiếu chút xíu, các anh chị sẽ coi cái đó, thì nó sẽ báo để chúng ta phát hiện ra dấu hiệu thiếu máu. Thì lúc đó nội tiết tố nó sẽ tiết ra, và lúc thời điểm đó nó sẽ báo hiệu cho cái cơ quan sản xuất máu, nó sẽ sản xuất và nó lấy nguyên liệu, nó sẽ kích hoạt cái quá trình sản xuất tạo máu cho cơ thể chúng ta. Và khi mà cơ thể chúng ta vận động nhiều quá và oxy hay là dưỡng chất thiếu hụt để nuôi dưỡng tế bào, thì thận nó cũng có một cái nhiệm vụ phát hiện ra điều đó, thì nó cũng đổ nội tiết tố vào trong máu, làm cho cái mạch máu nó có thể, áp lực của máu nó sẽ chuyển chạy nhanh hơn. Thì khi đó huyết áp chúng ta sẽ cao lên. Minh chứng rất là đơn giản, đó là các anh chị cứ chạy. Các anh chị chạy chút xíu. Tại sao mà chúng ta thắc mắc là tại sao chạy thì hoặc là đi mệt quá thì huyết áp lại cao? Là bởi vì những oxy, những dưỡng chất đem nuôi tế bào, mà khi mà phát hiện ra lượng máu thiếu hụt để nuôi cho toàn bộ cơ thể rồi, thì thận nó sẽ tiết ra những chất bình ổn cái đó. Nên các anh chị thấy tại cái nevron này nó rất là hay, nó phát hiện và cảm biến tại đây và giúp cho chúng ta phát hiện ra rất là nhiều điều trong cơ thể chúng ta. Đây, để lọc máu thì các anh chị thấy là hai thiết bị. Trong quá trình đó thì ebook chúng ta sẽ chia sẻ cái đó cho các anh chị hiểu hơn nha các anh chị. The glomerulus works like a sieve, allowing only certain ingredients such as vitamins and minerals to pass into the tubule. Then thì khi đó chúng ta sẽ phát hiện ra những cái chất nào cần thiết. Các anh chị nhìn vô hình, các anh chị cảm nhận ha, phát hiện xem cơ thể có đang thành phần này hay không. Nhiệm vụ của các mao mạch là phát hiện xem cơ thể có đang cần các thành phần này hay không. Có nghĩa là nếu cần thì giữ lại, còn nếu không cần thì đào thải ra ngoài. Các anh chị thấy đây, anh chị thấy nó đơn giản lắm nhưng mà rất là tinh vi, hấp thu được mà cơ thể cần, tiếp tục đi tuần hoàn trong máu. Thì khi mà có chất thải và chất độc hại thì nó tìm cách xử lý đi ra ngoài. Như là ure nè, ure có nghĩa là lúc nãy có một người bạn hỏi á, là có một cái quả thận thì sao?
thì thực chất nếu mà đã lỡ cắt bỏ quả thận thì dĩ nhiên nó không tốt rồi. Có điều kiện, có nguy cơ thì nó không tốt rồi, nhưng mà nó vẫn là đảm bảo cái công việc làm việc cũng tương đối các anh chị. Và các anh chị thấy là một cái sản phẩm của cái quá trình phân giải cái chất đạm, thì đó là sản phẩm của ure, là một trong những cái chất nếu mà thừa quá nhiều trong máu thì có sinh ra hiện tượng là chúng ta sẽ bị nhiễm độc máu, và tế bào nhiễm độc thì nó chúng ta sẽ khó sống. Thì có một số người thường các anh chị nghe là bể bụng đái, thì khi mà bể bụng đái thì cơ thể chúng ta sẽ chính thức nhiễm ure, thì nó sẽ sinh ra hiện tượng là rất là khó sống, là bởi vì gì? Bởi nhiễm độc cho cơ thể con người chúng ta. Thì ure chính là một chất thải khi phân giải protein, nên là ăn chất đạm mà chúng ta nó quá trình tiêu hóa đó, thì tiêu hóa của chất đạm nó sẽ sinh ra ure, thì nó ảnh hưởng đến cái quá trình nồng độ đó, ảnh hưởng vào máu. Thì lúc thời điểm đó thận có nhiệm vụ là gì? Lọc những cái đó thải ra ngoài. Cơ thể chúng ta nếu không thiếu đạm thì chúng ta khó sống, nhưng phân giải ra chất đạm thì nó ảnh hưởng đến tổng hợp chất đạm, và phân giải chất đạm thì ảnh hưởng rất lớn, tạo ra cái ure trong cơ thể. Down of proteins and redirects them as urine out of the kidneys and through two long sewers called ureters. Các anh chị thấy là nó dịch chuyển, nó đổ ra ngoài. Các anh chị theo hình thì các anh chị sẽ thấy ridding your body of that waste once and for all. Đưa ra ngoài. If the kidney detects too much of it in your blood, for instance. Có nghĩa là khi mà thận phát hiện quá nhiều nước trong máu thì nó sẽ đem nước, có nghĩa là đem chuyển qua nước tiểu, chuyển qua một cái nơi để chứa. Thì khi mà chứa như vậy đó thì liên tục, thì chúng ta uống nước nhiều quá thì nó sẽ trong cơ thể chúng ta máu nhiều nước thì nó sẽ sinh ra hiện tượng là nó chứa đây, thì nước tiểu chúng ta màu trắng. Nhưng mà nếu cơ thể chúng ta có dấu hiệu bị thiếu nước đi, uống nước mà thiếu, rồi các anh chị không có uống nước, nhịn uống nước, thì sau khi lọc máu ra nước tiểu qua đưa qua thì nó sẽ rút nước từ trong cái nước đó trở lại, thì làm cho nước tiểu chúng ta có màu ngà, màu vàng ngà hơn. Nên là nước tiểu mà đặc quá, ngà quá thì cũng là giống như các anh chị biết, là giống như trong gia đình của chúng ta có rất là nhiều trường phái về uống nước. Có một số người thì nói uống nước nhiều quá không tốt, thì thực chất người ta cũng không chia sẻ uống bao nhiêu là nhiều. Nhưng mà có một số người lại nói là vì uống nước ít quá, thì bên Tây Y thì người ta chủ trương là uống nước ít quá thì thận nó không tốt. Có nghĩa là nó đơn giản lắm các anh chị. Khi mà gia đình chúng ta cúp nước đi, thì ban đầu chúng ta xài nước, thì chúng ta khi mà có cúp nước thì chúng ta tiết kiệm nước, thì chúng ta hoàn toàn có thể rửa chén hay là rửa gao rồi chúng ta lấy lại, chúng ta giặt nồi dẻ, chúng ta lau nhà. Nồi dẻ giặt xong lau nhà thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể lấy để tưới cái khác. Thì chúng ta tiết kiệm toàn bộ luôn, chúng ta không lấy nước sạch xài. Nhưng mà khi nước mà đủ đầy đủ thì chúng ta sẽ không tiết kiệm, nhưng mà nếu mà không đầy đủ thì chúng ta sẽ tiết kiệm. Có nghĩa là chúng ta rửa mặt, chúng ta phải cân nhắc rửa mặt xong rồi chúng ta làm cái gì đó, rồi làm cái gì nữa. Thì tương tự như vậy, cơ thể con người mà chúng ta thiếu nước quá, nó khô nước trong cơ thể, thì chúng ta không nói là nước uống không, mà trong thức ăn chúng ta ăn lại thiếu nước nữa. Rồi cơ thể chúng ta thiếu nước quá nghe các anh chị. Thì theo cái trường phái về cái sức khỏe thì có nhiều người nói nước nhiều quá thì cũng không tốt, nhưng mà thực chất cũng ít người nói là nước bao nhiêu gọi là nhiều. Nhưng mà theo trọng lượng cơ thể thì uống nước vào trọng lượng cơ thể thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều đó. Thì Toàn có chia sẻ trong việc uống nước đúng cách ở cái đoạn video trước. Thì các anh chị thấy là nước tiểu mà nước mà quá nhiều thì nó đổ xuống làm nước tiểu trắng. Nhưng mà khi thiếu nước thì các anh chị thấy nó hút nước nè. Các anh chị thấy sẽ đưa lượng nước thừa ra bàng quang để vải ra ngoài. Nhưng mà ngược lại, nếu nước quá ít trong máu thì sẽ khiến thận bơm thêm nước vào trong máu, có nghĩa là ít nước hơn trong nước tiểu. Lý do mà nước tiểu của chúng ta có màu, có nghĩa là nó sẽ thận nó sẽ lấy lại nước, hoặc là giữ nước lại không có thải ra ngoài, thì làm cho nước tiểu chúng ta có màu vàng. Có nghĩa là bằng cách chúng ta kiểm soát được cái nước tiểu thì chúng ta lý lại cân bằng cái chất lỏng trong cơ thể con người của chính chúng ta. Các anh chị nhìn để đoạn video
Khả năng cân bằng tuyệt vời này không phải là khả năng duy nhất của thận. Đây, các anh chị cho thấy, thận còn có một vai trò đặc biệt. Đây, các anh chị thấy đây, có khả năng kích hoạt vitamin D. Nghĩ nhiên thận thì nó không có có vai trò sản sinh ra vitamin D. Vitamin D trong cơ thể con người chúng ta thì lá gan thì nó chịu trách nhiệm tạo ra những cái tiền vitamin D. Sau đó dưới da thì trong quá trình ánh nắng mặt trời thì nó chiếu vào, nó sẽ hỗ trợ kích thích quá trình tạo ra vitamin D. Hiểu một cách đơn giản là như vậy. Thì các anh chị sẽ thấy là thận nó có tác dụng, khi thiếu hụt vitamin D thì nó có tác dụng kích hoạt cái vitamin D này. D, to secrete a hormone called renin. Giải phóng một cái hormone renin làm cho tăng huyết áp. Có nghĩa là lúc nãy Toàn có nói đó, các anh chị bình thường chúng ta đi nhanh quá, hoặc là chúng ta chạy thì biết rồi, chúng ta sẽ thiếu hụt cái oxy, thiếu hụt những cái dưỡng chất cần thiết. Thì khi bắt đầu đó thì nó sẽ có dấu hiệu là thiếu hụt rồi, thì làm sao để tăng cường quá trình thu thông máu trong thành mạch nhanh hơn để đáp ứng được nhu cầu đó, thì thận nó sẽ đổ vào cơ thể con người chúng ta một cái hormone tên là renin, thì nó giúp làm cho tăng huyết áp. Còn nếu mà bình ổn lại thì nó sẽ đổ vào một cái loại khác để có bình ổn lại huyết áp. Rồi đây, rồi có một loại hormone khác nữa. Nó sẽ hỗ trợ các anh chị đây nè. Hỗ trợ quá trình đó là tạo máu. Có nghĩa là khi phát hiện ra máu mà thiếu hụt thì thận nó sẽ tiết ra một loại hormone, sau đó kích thích quá trình sản xuất ra hồng cầu. Thì nên thận là người một cơ quan phát hiện ra quá trình thiếu máu. Sau đó tủy là nơi sản xuất, rồi lá gan là nơi chứa những dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ quá trình tạo máu của cơ thể con người chúng ta. Anh chị thấy không có thận thì chất lỏng trong cơ thể chúng ta sẽ vượt quá cái sự kiểm soát. Anh chị sẽ nhìn thấy chúng ta ăn, mỗi khi bạn ăn, máu sẽ tiếp nhận thêm một lượng lớn các thành phần chưa được sàng lọc. Có nghĩa là sau khi chúng ta ăn xong là cái hệ thống cơ thể chúng ta sẽ nhận diện nó và rất là nhiều cái tạp chất vào cơ thể, nó biến đổi toàn bộ cái sinh lý của máu, ảnh hưởng cái độ pH của máu và ảnh hưởng rất lớn. Thì khi đó quá trình đó thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng bất ổn, thì thận có nhiệm vụ cân bằng lại cái đó. Each kidney not only keeps things running smoothly, it also mỗi quả thận thì chúng ta nó giúp cho việc đó xảy ra trơn trui. Các anh chị, nó còn giúp ta trúng sót, thì hai quả thận nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta điều đó. Đó là hiểu về cơ thể con người theo nguyên lý của Tây y. Thì các anh chị có thể tương tác với Toàn chút xíu. Đó là các anh chị ôn bài chút xíu, các anh chị nhớ lại thận có mấy vai trò cơ bản nhất đối với Tây y Thứ nhất, cân bằng cái dịch lỏng trong cơ thể chúng ta, phát hiện ra những cái rác thải, những cái khoác thải trong máu để đào thải ra ngoài, phát hiện ra sự thiếu hụt vitamin, khoáng chất, và đặc biệt là hỗ trợ cái phóng thích ra những cái hormone để làm sao chúng ta có thể chăm sóc được sức khỏe chúng ta tốt nhất. Đó là vai trò của thận. Thì thiên về cái nguyên lý của Tây y thì nó sẽ thiên về cái em cho anh mượn cái bản thực phẩm. Thiên về có nghĩa là bản xác định cái tính, các anh chị. Theo nguyên lý của Tây y thì đó là những cái bảng thức ăn chúng ta có tính axit, tính kiềm trong cái thực phẩm của chính chúng ta. Thì các anh chị sẽ nhìn cái bảng này, các anh chị sẽ biết mình ăn cái thức ăn có tính axit cao hay không. Thì các anh chị đừng hiểu lầm là chúng ta ăn những cái thực phẩm chua thì nó lại tính axit, hay là ăn thực phẩm không chua thì nó lại cái tính kiềm,
Mà ở đây nè, ví dụ như là chúng ta ăn sô-cô-la nè, ở đây nó có ba mức thực phẩm. Đó là mức thực phẩm cao nhất có tính axit, có tính kiềm, hai bên axit và kiềm. Rồi mức thực phẩm trung bình và mức thực phẩm thấp. Thì cái này thì chắc là trong cái ebook đó các anh chị, Toàn sẽ gửi cho tất cả các anh chị tìm hiểu về cái mức thực phẩm này, để hỗ trợ cho tất cả các anh chị biết là cái thói quen ăn uống của mình nó đang thiên về cái tính chất có axit cao hay là kiềm cao. Để làm sao chúng ta ăn cân bằng được thói quen ăn uống như vậy, thì nó cân bằng được độ pH trong cơ thể con người chúng ta. Thì về lâu dài, nếu mà người nào có thói quen thật là thói quen đưa vào cơ thể chúng ta quá nhiều cái tính chất axit, thì Toàn nghĩ là nó ảnh hưởng đến thận rất lớn. Ví dụ như thói quen chúng ta ăn những cái đậu phộng nè, đậu phộng, sô-cô-la, giấm nè, giấm là thuộc axit cao nè, nước tăng lực, nước uống có ga, nước soda, bia, phô mai, bánh ngọt, đường hóa học hoặc là đường ăn kiêng, những cái pasta nuôi, mì nè, sữa đã đồng nhất, rồi bột mì trắng, thủy hải sản có vỏ cứng nè, rồi kem, mận khô, việt quất, vân vân. Thì những cái thực phẩm này nó có tính chất axit cao. Rồi những cái thực phẩm mà có tính chất kiềm cao thì chanh nè, chanh của chúng ta, có một số người có môi trường axit có vấn đề, thì mỗi sáng sớm thì người ta cũng khuyên uống một cái ly nước, rồi sau đó bỏ một miếng mật ong vào, cái sau đó chúng ta nặn một miếng chanh vào, nước hơi ấm, thì nó sẽ làm cho kiềm hóa cái cơ thể con người của chính chúng ta. Và có một số cái học thuyết về cái quá trình phòng ngừa ung thư, thì người ta nói là kiềm hóa cơ thể con người chúng ta đi, thì tế bào ung thư sẽ hạn chế tăng sinh. Thì các anh chị sẽ được gửi cái bản này trong cái ebook của tất cả các anh chị, thì các anh chị sẽ có cái bản này. Thì cái bản này thì các anh chị sẽ biết là thực phẩm nào có tính chất axit, có tính chất kiềm. Cái bản này rất là hay. Trong một cái cuốn sách là Chị bệnh không dùng thuốc, của một người tiến sĩ ở Ấn Độ, thì ổng có tổng kết những cái bản này lại. Rồi có một số cái tài liệu trên internet, cũng có một số nơi người ta tổng kết cái bản này. Thì các anh chị hoàn toàn có thể ứng dụng để xem coi cái thói quen ăn uống mình nó có làm cho tổn hại đến thận của mình hay không. Bởi vì khi còn con người ăn uống có tính chất axit cao mà thường xuyên, đặc biệt là uống nước uống có ga, ăn chất ngọt nhiều, uống rượu bia nhiều, thì môi trường của máu nó sẽ chuyển qua môi trường axit. Thì lúc thời điểm đó cân bằng cái tính môi trường đó thì thận nó sẽ áp lực rất lớn. Nên là cái người nào mà nhậu thường xuyên, uống rượu bia thường xuyên, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của chính chúng ta, và đặc biệt là sức khỏe của thận. Thì các anh chị đừng có hiểu lầm là cái đó là chua hay là không chua, thì là axit hay ba giờ, mà đưa vào cơ thể con người chúng ta thực phẩm có tính kiềm hay axit là do cơ thể chúng ta nó biến đổi á, nó có tính chất axit hay kiềm nha các anh chị. Thì Toàn sẽ gửi cho tất cả các anh chị cái bản này trong cái ebook ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái hiểu về cơ thể con người theo nguyên lý của đông y, của trái thận. Thì hôm trước các anh chị nhớ là bên ngũ hành á, ngũ hành, các anh chị nhớ lại cái ngũ hành. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về ngũ hành thì thận nó thuộc hành thủy không ạ? Thận với bàng quang. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm thận á, là nó có vai trò như thế nào. Thì Toàn sẽ chia sẻ cái bài ngày xưa mà chia sẻ cụ thể cho tất cả các anh chị. Đó là thận thì nó có, Toàn sẽ đọc ra những cái này và Toàn sẽ giải thích cho tất cả các anh chị nghe hiểu hơn. Chút xíu chúng ta sẽ quay lại cái ngũ hành này để phân tích giải pháp hỗ trợ sức khỏe của thận như thế nào. Bệnh thận là một trong những cái bệnh rất là phức tạp. Vấn đề của thận xảy ra nó rất là phức tạp. Mà trong cái lĩnh vực bên đông y người ta khuyên là gì? Thận á, bệnh nó thận, nếu mà bệnh đơn giản thì cải biên trực tiếp, còn bệnh phức tạp là chúng ta cải biên gián tiếp. Thì chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó. Thì các anh chị chỉ cần hiểu coi đối với thận người ta định nghĩa bên đông y là gì. Đầu tiên á, là người ta nói thận chủ về tàng tinh.
Thận chủ về tàn tinh có nghĩa là chứa tinh. Chứa tinh ha, hỗ trợ cho về sinh dục đó các anh chị. Chủ quản thì việc sinh sản của chúng ta. Có nghĩa là thận của một con người quyết định rất lớn đến sinh lý, sinh dục của một con người và chủ quản về việc sinh sản của họ. Đồng thời thì còn chứa tinh của các lục phủ ngũ tạng, có nghĩa là hỗ trợ tốt cho cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Bên cạnh đó thận chủ thủy, thận chủ về thủy, đó là điều tiết thay thế nước trong cơ thể. Cái này nó theo nguyên lý của Tây Y lúc nãy rồi. Theo tế nguyên tế thì tiếp theo thì thận chủ xương, xính tủy và thông về não. Có nghĩa là thận nó liên quan tới xương nè, tủy và não. Ví dụ như người ta nói thận tinh mà đầy đủ thì xương tủy não đều khỏe mạnh. Thận tinh không đủ thì sinh ra cái động tác chậm chạp, xương mềm, sức khỏe yếu. Ví dụ như chỗ cái răng. Cái răng của chúng ta, những người lớn tuổi các anh chị thấy là từ ngày ngày càng ngày răng nó sẽ dễ rụng đi. Thì theo định nghĩa của nguyên lý của Đông Y thì người ta nói răng là chỗ thừa của xương. Nếu thận khí hư si thì răng lại dễ bị lỏng lẻo và rụng. Có nghĩa là một con người mà rụng răng sớm và răng yếu đi thì theo nguyên lý của Đông Y ha, thì đó là dấu hiệu, đó là răng chính là chỗ thừa của xương. Thì cái vấn đề của xương giãn ra thì chúng ta nghĩ đến thận, và thận có dấu hiệu yếu thì nó sanh ra bất ổn ở răng. Rồi bên cạnh đó là thận chủ về mệnh môn hỏa, có nghĩa là cái mệnh môn của con người đó là chủ về sinh trưởng và phát dục, duy trì chữ sinh dục, sinh trưởng và phát dục của con người. Có nghĩa là thận mà nó yếu thì quá trình phát dục nè, phát dục của một đứa trẻ hoặc là phát dục của một người nào đó kém và sinh trưởng, rồi nó ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình sinh dục của một con người khi mà chúng ta chủ về cái mệnh môn hỏa đó. Và các anh chị biết mệnh môn thì trong cái Đông Y á, thì người ta nói là mệnh môn thì ở ngoài sau này nè. Các anh chị thấy có hai cái lỗ khuyết ở ngoài sau lưng của chính chúng ta. Thì có một số người bên lĩnh vực Đông Y, là các chuyên gia cao nhân bên lĩnh vực Đông Y chỉ điểm, toàn cảm thấy nó cũng hay. Đó là khi một con người ở hai cái lỗ khuyết đó, nó được gọi là mệnh môn, có nghĩa là cái cửa của sinh mệnh. Thì khi một con người bị nhiễm hàn khí và lạnh quá thì quá trình nhiễm lạnh trong toàn bộ cơ thể, thì khi đó thì cái cơ thể nó nhiễm lạnh quá thì thận nó sẽ yếu. Nhiễm lạnh qua thời gian thì thận nó sẽ bị yếu. Thì người ta có khuyên, có một số người ngoài cái việc chúng ta hỗ trợ dưỡng chất trong cơ thể vân vân thì chúng ta chút xíu chúng ta sẽ nói, thì người ta khuyên cũng nên lâu lâu mà lấy đá gì massage và đá đắp đó, chúng ta đắp vô mệnh môn này. Thì những con người nào bị lạnh mà hôm trước nói về hàn khí á, thì các anh chị hoàn toàn có thể lấy đá chúng ta đắp vào cái mệnh môn này, rồi sau đó lấy đá có thể đắp vào cái phong môn này. Tại vì bên trong là chúng ta đưa những dưỡng chất tạo máu để nuôi dưỡng lại, để tống hàn khí rồi. Nhưng mà nếu trợ duyên nó nữa thì chúng ta đắp những khu vực này. Thì có một số người vừa đắp vô khu vực này thì cơ thể họ có dấu hiệu tuôn mồ hôi ra mà nóng lên. Thì mệnh môn ở đây thì nói về cái diện hàn khí, toàn nhắc lại cho các anh chị. Nhưng mà đối với cái thận thì nó chủ về những cái đó, sự sinh trưởng phát dục của cơ thể con người chúng ta, nó lệ thuộc rất nhiều vào trái thận. Rồi bên cạnh đó thì thận còn chia sẻ là chủ về nạp khí. Có nghĩa là gì? Hô hấp á, là do thận nó quyết định. Hô hấp là do cái phổi quyết định. Nhưng mà kết hợp của thận nữa thì nó sẽ làm cho khí trong cơ thể sẽ tốt hơn. Nên là các anh chị có thấy là khi mà chúng ta tìm hiểu về thận với phổi, các anh chị thấy có sự tương quan với nhau. Thận với phổi cũng quyết định cái quá trình da khô, nước trong cơ thể. Thận nó cũng quyết định nước trong cơ thể nữa. Nên là các anh chị thấy là thận và phổi nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình hỗ trợ khí.
Thận đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ khí cộng với phổi các anh chị, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho khí trong cơ thể con người chúng ta. Nên các anh chị thấy lúc nãy Toàn có nói là các anh chị thấy là có liên quan với nhau giữa phổi và thận, nó đều liên quan tới nước, liên quan tới khí lẫn nhau. Và cái cuối cùng đó là thận khai khiếu ở tai và nhị âm, có nghĩa là thận chúng ta nó quyết định rất lớn đến cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc tai của chúng ta nghe. Một người nào lớn tuổi mà thận yếu thì dễ bị lãng tai, và có một số người có dấu hiệu về thận có vấn đề thì dễ bị ù tai vân vân mà bất ổn ở tai. Rồi nhị âm là các anh chị biết là thận hư sẽ lên đến tiểu không cầm và tiểu xoắn không dứt. Có một số người thì thận mà có vấn đề thì có vấn đề sinh ra hiện tại đó là đi phân thì lỏng, có nghĩa nhị âm có nghĩa là lỗ tiểu của chúng ta và lỗ đại tiện của chúng ta, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái do thận ảnh hưởng. Thì chúng ta lướt qua cái để cho các anh chị hiểu như vậy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thận lại đó. Các anh chị nhớ lại là thận chủ về tàng tinh, thận chủ về thủy, rồi thận là hỗ trợ cho chúng ta rất là tốt về thận cũng liên quan tới khí trong cơ thể chúng ta, và thận nó bộc lộ ra cái khai khiếu ra lỗ tai, có nghĩa là bất ổn bệnh ở vấn đề ở thận thì nó sẽ ảnh hưởng đến lỗ tai và nhị âm, rồi nó khai khiếu ra. Thận chủ về mệnh môn hỏa, có nghĩa là ảnh hưởng đến cái cửa sinh mệnh của chính chúng ta. Nên là một người bất ổn về thận thì cái quá trình sức khỏe của họ rất là yếu đi, ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe nói chung. Có thể chúng ta bị bệnh một số cái chúng ta vẫn có thể mạnh khỏe, nhưng mà bệnh ở thận thì chúng ta sự sinh trưởng phát dục và sinh sản đều nó ảnh hưởng rất lớn. Vậy thì chúng ta hiểu đơn giản như vậy đối với thận, đối với theo nguyên lý của Đông y. Theo nguyên lý của Đông y theo cái hướng đó. Vậy thì đối với thận thì hiện nay thì Toàn phát hiện ra là Đông và Tây y hay là các thuật để hỗ trợ đều cái hiệu quả của nó rất là kém. Thì các anh chị bây giờ chúng ta phải xem lại cái ngũ hành. Vậy thì đặt ra câu hỏi rất là lớn là vấn đề về thận thì có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề ở thận giống như lúc nãy các anh chị thấy là nói về bệnh thận thì có sỏi thận nè, viêm ở thận, rồi nang thận, rồi thận có nhiều cái vấn đề về tiến thượng thận có vấn đề hay là vấn đề về nhiều ở thận, thì chức năng của thận có dấu hiệu bị rối loạn vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó phát sinh đều là do vấn đề của tổn thương của thận mà sanh ra, có nghĩa là bị nang thận hay vấn đề về bị tiểu ra máu hay là bị viêm cầu thận hay là bất ổn gì đó, viêm nhiễm hay bất kỳ cái gì nó cũng là một cái dấu hiệu của sự tổn thương. Thì khi cơ thể con người chúng ta có vấn đề về thận xảy ra thì chúng ta có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái cách trước các anh chị, đó là chúng ta tìm hiểu cái cách làm sao để hỗ trợ cái thận của chúng ta tốt trước, tốt cái rồi chúng ta sẽ giải quyết một số cái vấn đề về thận cơ bản nhất có thể. Thì có một người chị hôm trước thì Toàn có nói cái livestream đầu tiên luôn á, livestream đầu, thì có người chị ở Đồng Nai, thì người chị đó là có vấn đề về thận có dấu hiệu bị teo. Thì khi mà trong quá trình đó thì chị phải dưỡng lại những cái dưỡng chất nuôi lại, thì qua thời gian á thì cái thận nó to lên dần dần từ cỡ khoảng 8 sen đi, nó nhỏ xuống còn khoảng 2 sen, và suốt 12 năm chị có vấn đề về sức khỏe thì chị bắt đầu là to dần 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 cái thận lên. Tới thời điểm này cũng có nhiều người nói là không thể làm được, thì bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người phục hồi của vấn đề về thận. Nhưng ở đây chúng ta nói cái chủ đề chung nhất và chủ đề hỗ trợ để làm sao các anh chị có thể hỗ trợ cái thận một cách tương đối bằng cái sự hiểu biết của thận theo nguyên lý Đông và Tây y. Bên cạnh đó chúng ta hỗ trợ những dưỡng chất gì kèm theo, thì Toàn chưa dám chia sẻ với tất cả các anh chị là chúng ta điều trị kiểu sao như thế nào, nhưng mà chúng ta hỗ trợ dưỡng chất gì tốt cho cái trái thận của chính chúng ta.
Thì dĩ nhiên trong quá trình các anh chị bị bệnh về thận thì các anh chị phải cẩn trọng trong quá trình điều trị của bác sĩ, kèm theo trong quá trình ăn uống nghỉ ngơi cho nó phù hợp. Thì có rất là nhiều người chế thận nó bị viêm nhiễm đi rồi suy thận đi rồi bắt đầu chạy thận vân vân. Thì nhiệm vụ chúng ta là bây giờ tìm một cái giải pháp để làm sao để phòng ngừa trước, rồi chút xíu chúng ta sẽ chia sẻ cái giải pháp hỗ trợ. Em có thể để hỗ trợ cho anh là cái giải pháp hỗ trợ thận. Đầu tiên đó là các anh chị giúp Toàn, đó là đưa cái nguồn thực phẩm á, từ ăn uống cân bằng được cái axit 3 giờ của cái thực phẩm của chính chúng ta. Giải pháp hỗ trợ cho thận của chính chúng ta đó là có một số anh chị thì thường hay uống những cái loại nước có rất là nhiều cái tính axit cao, uống nước uống có ga, uống nước uống quá nhiều cái chất chất đường đi, chất ngọt và chất đường nhiều quá, rồi những cái thực phẩm ăn vào có quá nhiều cái tính chất axit, rồi có một số anh chị có thói quen là uống rất là nhiều cái nước tinh khiết. Ở đây thì chúng ta không dám nói là cái vấn đề về nước tinh khiết hay nước khoáng hay nước gì, nhưng mà khi các anh chị đưa vào cơ thể chúng ta một cái nguồn nước mà có tính chất axit cao quá, hoặc là có một số anh chị uống nước cái nguồn nước là uống nước máy, không có kiểm soát được, có một số anh chị nghĩ là nấu lên thì nó sẽ có nguồn nước tốt, nhưng mà khi nấu lên đó, các anh chị chỉ chúng ta chỉ diệt được khuẩn thôi, chúng ta cũng khó làm cái tính chất của nước thay đổi. Thì có một số nước tinh khiết thì lấy hết trơn luôn những dưỡng chất trong đó ra, lấy hết từ khoáng chất và diệt hết khuẩn luôn. Cái nước đó khi lấy ra hết thì người ta gọi là nước chết, có nghĩa là nước đó càng uống vào cơ thể thì chúng ta càng bị mất đi khoáng chất, bởi vì do quá trình tiết mồ hôi chúng ta cũng phải mất đi, rồi càng nước đó vào cơ thể thì cái thận có tính chất axit cao, nước uống có ga rồi đó, thì nó ảnh hưởng rất lớn. Nên chúng ta ăn uống thực phẩm làm sao để cân bằng được cái tính chất axit và 3 giờ của cơ thể chúng ta, là đó đối với những người có dấu hiệu thận bị có vấn đề thì chúng ta chú ý cái điều này các anh chị. Đó là cái đầu tiên mà theo kinh nghiệm của cá nhân Toàn, thì trong quá trình chăm sóc sức khỏe, nếu một người phụ nữ nào có một cái môi trường cơ thể là axit cao và môi trường có dấu hiệu axit, mồ hôi nó chua, mồ hôi tiết ra, thì đeo vàng hay đeo một số cái dây đeo thì nó thường hay dễ bị hư đi. Rồi cơ thể của một số người thì không có cái mồ hôi luôn, thì chúng ta bữa nào chúng ta tiêm á thì nó chủ về mồ hôi, tân dịch của cơ thể là mồ hôi, thì thận có mồ hôi có thể không tiết ra mồ hôi luôn, thì độc tố của cơ thể nó không vào thải được qua cái đường mồ hôi thì nó sẽ đi vào máu trở ngược lại, thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chính chúng ta. Nên khi đó chúng ta nhớ là gì, cơ thể của những người có tính chất axit cao thì chúng ta ăn uống là điều chỉnh lại môi trường của cơ thể này. Rồi thói quen, những người có tính chất axit cao thì các anh chị y như rằng là chúng ta sẽ có thói quen ăn uống tăng cái tính axit trong cơ thể. Thì các anh chị giúp Toàn thay đổi cái thói quen cân bằng uống nước. Bà xã của Toàn thì môi trường axit của bà xã Toàn cao. Thì ban đầu thì cưới nhau về thì quá trình sinh hoạt vẫn bình thường trong sức khỏe, nhưng mà cái khả năng có con của hai vợ chồng thì nó không cao. Thì qua thời gian luôn rồi bắt đầu thay đổi cái thói quen sinh hoạt lại. Thì vợ của Toàn mỗi sáng thì thường uống một cái ly, Toàn kêu khuyên là uống một cái ly nước ấm để một ít mật ong chất lượng cao vào, mật ong nguyên chất vào. Sau đó chúng ta mới để một ít chanh vào. Thì qua thời gian bà xã Toàn cũng đổi được môi trường cơ thể, và dần dần thì hai vợ chồng có con cũng dễ dàng hơn. Thì sau khi thay đổi môi trường thì tiếng bã nhờn của cơ thể của vợ Toàn nhiều hơn, và trước đây mụn rất là nhiều. Thì các anh chị chỉ cần cân bằng được cái môi trường axit trong cơ thể thì lúc đó chúng ta sẽ hạn chế được một phần nào bã nhờn, rồi hạn chế được cái sự viêm nhiễm mãn tính. Tất cả những người có môi trường axit cao, các anh chị hoàn toàn có thể đi tìm hiểu thêm, thì dễ bị viêm nhiễm phụ khoa,
cơ thể chúng ta viêm nhiễm mãn tính rất là khó cải biến, thì chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen ăn uống của mình. Chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen ăn uống của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ cân bằng lại cơ thể. Cái tiếp theo đó là các anh chị hỗ trợ giúp Toàn một cái rất là quan trọng. Đó là chúng ta hỗ trợ tạo máu tốt. Hỗ trợ tạo máu tốt có nghĩa là gì? Thận có một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đó là lọc máu. Và đồng thời máu lọc rồi nó còn phải máu đủ để nuôi thận. Nếu mà cơ thể của một con người mà khí huyết yếu quá, đặc biệt là máu nó yếu quá, thì qua thời gian tạo máu đầy đủ các anh chị, thì lúc thời điểm đó nó sẽ hỗ trợ, nếu mà máu đầy đủ nó sẽ hỗ trợ nuôi thận vẫn tốt, và đồng thời quá trình lọc máu nó đầy đủ. Tại vì nhiệm vụ của thận đó là làm sao đếm được cái tế bào hồng cầu, rồi phát hiện ra coi dưỡng chất kiểu làm sao, thiếu hụt làm sao sao sao, rồi lượng máu qua cơ thể kiểu làm sao. Thì nếu mà cơ thể một con người mà bị thiếu máu gì lâu dài thì các anh chị biết thận nó cũng có dấu hiệu yếu đi dần. Mà những người tiểu đường thì các anh chị biết là trong quá trình người tiểu đường, hôm nào chúng ta nói chủ đề về ba cao á, chúng ta sẽ nói về cao đường á, thì theo nguyên lý của một số nguyên lý thì các anh chị biết những người tiểu đường thì thường hay có dấu hiệu nhão cơ, chứng tỏ là những người tiểu đường có dấu hiệu là họ có dấu hiệu đốt cơ để lấy năng lượng nuôi cơ thể con người của họ, nên cơ nó dấu hiệu nhão đi. Mà khi đốt cơ như vậy sinh ra chất độc hại thì thận nó phải gánh nặng rất là nhiều. Qua thời gian năng lượng lại thiếu hụt nữa. Thiếu máu đi, năng lượng càng ngày càng thiếu hụt. Thì lúc thời điểm đó thận nó sẽ có áp lực rất lớn, tại vì máu có rất là nhiều chất độc hại. Các anh chị để ý những người tiểu đường mà nhiều năm, tiểu đường mà có vấn đề tổn hại đến sức khỏe sâu, thì các anh chị thấy mùi áo và mùi cơ thể của những người tiểu đường có rất là hôi, là bởi vì do chất độc trong máu của chúng ta rất là nhiều và thận nó phải chịu áp lực rất lớn trong quá trình lọc độc đó. Nên khi chúng ta hỗ trợ tạo máu tốt rồi, bên cạnh đó chúng ta làm sao để đưa vào những cái dưỡng chất đó là có tính chất chống lại sự oxy hóa và lão hóa cho cơ thể con người của chính chúng ta. Vậy thì trong chủ đề tạo máu trước thì các anh chị biết là vitamin nhóm B rồi sắt là chất đạm ha, thì chống lại sự lão hóa đó là các anh chị phải làm sao hỗ trợ những dưỡng chất chống, đặc biệt là chống lại gốc tự do. Đối với thận á thì tất cả mọi cái vấn đề về thận thì có rất là nhiều vấn đề, nhưng một trong những cái vấn đề về tế bào thận nó bị tổn thương, và đặc biệt là các neuron lúc nãy đó nó bị tổn thương đi và sinh ra hiện tượng lọc độc trong cơ thể chúng ta ngày càng kém đi. Thì trong máu luôn luôn á có rất là nhiều cái gốc tự do tăng sinh, và môi trường ô nhiễm thì nó ảnh hưởng đến chất lượng máu của chính chúng ta. Thì khi đó thì các anh chị muốn giúp được cái thận mà tốt á, thì các anh chị sẽ hỗ trợ làm sao cho cái máu lúc nào nó cũng có dấu hiệu là có nguồn năng lượng rất là tốt, và đồng thời máu lúc nào cũng có một cái chất tốt trong máu, chứ xin lỗi các anh chị, không phải là nguồn năng lượng mà máu tốt, và nó chống lại cái sự oxy hóa và lão hóa. Nên vitamin rất là quan trọng để hỗ trợ trong quá trình hỗ trợ thận. Đó là các anh chị giúp Toàn đó là hỗ trợ những cái vitamin, đặc biệt là vitamin C nè, vitamin E, vitamin C, vitamin E và những cái dưỡng chất thực vật thì nó hỗ trợ chống quá trình oxy hóa. Đặc biệt là vitamin E nó tan trong môi trường dầu thì nó hiện hữu trong máu, thì lúc thời điểm đó nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho chống quá trình oxy hóa của những cái gốc tự do tấn công vào cơ thể của chúng ta. Và lúc thời điểm đó nó bên cạnh đó nó còn hỗ trợ rất tốt cho quá trình nghẹn mạch máu nữa. Thì nó hỗ trợ tốt cho chống cái sự lão hóa ở thận. Rồi bên cạnh đó có một cái dưỡng chất cực kỳ quan trọng hỗ trợ cho thận nữa, đó là Q10.
Đây là một trong những dưỡng chất hỗ trợ cho coenzyme Q10, thì nó dưỡng chất hỗ trợ cho thận. Tế bào thận nó có một cái khả năng, đó là làm việc có năng lượng tốt hơn. Thì trong quá trình đó nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái thận của chính chúng ta. Thì giải pháp hỗ trợ dưỡng chất cho những ông này, những cái thận, thì các anh chị thấy là thứ nhất là tạo máu tốt rồi. Cái thứ hai, dưỡng chất chống lại sự oxy hóa. Thì có rất là nhiều cái dưỡng chất chống lại sự oxy hóa hỗ trợ, nhưng các anh chị chọn giúp toàn vitamin C, vitamin E, coenzyme V10. Rồi xong đó thì những cái dưỡng chất thực vật. Nếu trong máu của chúng ta luôn luôn hiện hữu những cái dưỡng chất này, thì cái khả năng bảo vệ cái tế bào của thận nó sẽ tốt hơn, và nó sẽ tránh cái quá trình dễ bị lão hóa ở thận hơn. Và các anh chị biết là thận là một trong những tế bào khi sanh ra có nhiều cái tế bào, nó khi chết đi nó cũng không thay mới. Có một số tế bào thì nó vẫn thay mới được. Nên là chúng ta bảo vệ thận nó sẽ tốt hơn là trong quá trình chúng ta sẽ hỗ trợ điều trị cái thận. Rồi, tạo máu đầy đủ là để gì? Tránh quá trình máu qua cái thận nó yếu đi. Đặc biệt lá gan cũng vậy, nếu mà thiếu máu thì dần dần lá gan nó cũng teo nhỏ lại. Cái thận mà thiếu máu thì dần dần cái gì cũng vậy. Các anh chị, nguyên lý cơ thể đơn giản lắm. Máu nó không lưu thông đến đâu thì chỗ đó nó sẽ có dấu hiệu bị teo. Thì thận cũng vậy, thận có vấn đề bất ổn đi, teo nhỏ đi, chức năng của thận sẽ suy giảm qua thời gian. Thì các anh chị biết là máu tự nhiên cách nào đó nó công năng tạ đi, máu qua đó nó sẽ yếu đi thì nó sinh ra hiện tượng đó. Rồi bên cạnh đó thì nếu mà hỗ trợ tốt cho thận thì theo nguyên lý của Đông y, chúng ta xem lại cái nguyên lý của Đông y, các anh chị xem lại cái nguyên lý của Đông y thì các anh chị sẽ thấy nguyên lý của Đông y là đây. Các anh chị sẽ nhìn thấy nguyên lý của Đông y, các anh chị sẽ nhìn nguyên lý của Đông y thì cái thận ví dụ như thận là một cái cơ quan đi, thì hôm trước chúng ta học về hiểu về cơ thể con người theo nguyên lý của Đông y, thì các anh chị nhớ cái thuật ngữ không? Các anh chị có thể nhờ ekip đánh lên giúp anh cái câu đó là mẹ tốt, con tốt, mình sẽ tốt. Có nghĩa là sao ạ? Mẹ tốt, con tốt, mình sẽ tốt. Có nghĩa là các anh chị thận ở đây là coi như là mình đi. Thận ở đây là mình. Thận ở đây là mình, mẹ là chính là gì? Kim thì sinh thủy. Kim thì sinh thủy, còn thủy thì sinh mộc. Mẹ tốt, con tốt, mình sẽ tốt. Có nghĩa là bây giờ nếu mà phổi kém, đặc biệt là phổi kém, thì khi mà phổi có dấu hiệu mà kém đi là cơ thể con người chúng ta bị nhiễm lạnh đó. Các anh chị thấy là bị nhiễm lạnh mà phổi yếu đi, thì mẹ mà không tốt rồi thì con sẽ không tốt. Nên là mẹ tốt, con tốt thì mình sẽ tốt. Có nghĩa là khi các anh chị thấy là thận nó có vấn đề thì các anh chị chỉ cần giúp đỡ cho phổi tốt và lá gan tốt thì thận sẽ tốt. Có nghĩa là gì? Chăm sóc thận á, thì các anh chị thấy là bệnh thận có vấn đề thì các anh chị can thiệp vào thận thì nó rất là khó. Tại vì Toàn cũng chăm sóc nhiều trường hợp về thận. Chỉ có trường hợp là ở dấu hiệu ở thận là sỏi thận. Thì chút xíu Toàn sẽ chia sẻ cho các anh chị một số câu hỏi, một số anh chị bị sỏi thận. Thì Toàn sẽ nói cái đó ra các anh chị khi trả lời câu hỏi. Thì những cái trường hợp thận khác thì Toàn chưa có kinh nghiệm nhiều trong quá trình chăm sóc hết các loại thận. Nhưng mà những người bị chạy thận hay có vấn đề bị bất ổn về thận thì cái nguyên lý là ưu tiên hàng đầu là làm sao để chăm sóc lại cái phổi của họ. Có nghĩa là họ sẽ hạn chế cái quá trình nhiễm lạnh để tránh cái sự tổn thương, tránh cái sự tổn thương của cái thận. Bên cạnh đó chăm sóc tốt cho lá gan, bởi vì các anh chị biết nguyên lý của Tây y nó cũng có một nguyên lý, đó là gan là tiến hành lọc độc. Mà nếu mà gan nó có vấn đề, đặc biệt uống thuốc càng nhiều thì gan càng kém. Thì gan, quá trình lọc độc của gan mà kém thì có phải là trong máu nó sẽ thừa nhiều chất độc, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái thận. Đó là nguyên lý của Tây y. Nhưng nguyên lý của Đông y, lá gan chính là con của, lá gan chính là hành mộc, mà con của thủy, mộc sinh thủy mà thận á là thuộc hành thủy. Vậy thì làm sao cho gan tốt và phổi tốt thì cơ thể cái người đó tốt về thận. Bên cạnh đó, hôm trước chúng ta đã tìm hiểu gì?
hiểu về cơ thể con người theo nguyên lý của đông y rồi. Một số anh chị có thể xem lại cái live stream trước đây chúng ta nói về cơ thể con người theo nguyên lý của đông y. Các anh chị thấy là mình khắc ai? Giúp cho cái đó khắc tốt. Cái bị khắc á, tốt thì mình tốt. Có nghĩa là gì? Thủy thì nó khắc hỏa. Thủy khắc hỏa thì các anh chị thấy là muốn cho thận tốt thì các anh chị giúp cho cái tim tốt thì thận nó sẽ tốt. Ở đây theo nguyên lý của Tây y thì các anh chị thấy là tim tốt thì máu tốt đó. Các anh chị làm cho máu tốt. Tim tốt, máu tốt. Tại vì máu mình khắc ai giúp cho cái mình khắc tốt, anh chị nghe lại cái mình khắc ai giúp cho cái mình khắc tốt thì nó sẽ tốt. Có nghĩa là gì? Thận thì thủy nó khắc tim, khắc hỏa, mà hỏa thì tim thuộc hành hỏa, anh chị làm cho tim tốt, máu tốt thì thận tốt, thì nó thi ngược lại cái nguyên lý lúc nãy chúng ta theo nguyên lý của Tây y là chúng ta tạo máu. Nên khi nghiên cứu về y học dinh dưỡng thì Toàn phát hiện ra ứng dụng cả nguyên lý đông và Tây y vào nó đều có một cái chung hết các anh chị, nhưng mà chúng ta hiểu ở góc độ gì chúng ta chăm sóc. Thì khi mà chúng ta chăm sóc gián tiếp như vậy thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng lại cái thận của chính chúng ta. Nên các anh chị làm sao cho phổi tốt, tim tốt và gan tốt. Nên bên cạnh đó quay trở ngược lại cái lúc nãy các anh chị hỗ trợ lúc nãy em trai ạ. Thì giải pháp để hỗ trợ đó thì em kéo qua bên giải pháp để hỗ trợ, kéo nhỏ lại qua bên cái. Thì lúc nãy giải pháp hỗ trợ là chúng ta hỗ trợ cái thận của chính chúng ta. Thì khi mà hỗ trợ thì các anh chị thấy là chúng ta ghi vô thêm, các anh chị thấy hỗ trợ phổi. Vậy thì hỗ trợ phổi tốt thì chính ta phải tránh cái nhiễm lạnh. Tránh cái nhiễm lạnh của cơ thể con người chúng ta. Rồi nếu mà hỗ trợ tốt cho lá gan thì các anh chị phải làm sao giảm áp lực độc tố trong gan. Thì các anh chị phải làm sao thông được đường tiêu hóa. Đặc biệt là làm sao phân nó phải sạch đi, hàng ngày phải đi phân tốt thì áp lực độc tố vô gan, gan nó sẽ giảm. Thì lúc đó chúng ta nuôi dưỡng cái lá gan tốt nữa, rồi chúng ta làm sao cho máu nó tốt. Thì phổi tốt là tránh nhiễm lạnh, đề kháng của cơ thể tăng lên. Thì lúc thời điểm đó thì các anh chị thấy lá gan mà nó tốt nữa. Thì các anh chị máu, máu tốt là trái tim tốt, máu tốt nữa thì các anh chị thấy là nó sẽ qua, nó sẽ đem những cái dưỡng chất cần thiết tái cấu trúc lại cái thận. Thì lúc thời điểm đó chúng ta hỗ trợ thận tốt. Thì có một số anh chị nhiều lắm, không biết trên live stream hiện tại thì không biết có chị Thấm đang xem live stream hay không. Chị Thấm thì hỗ trợ rất là tốt cho thận. Thì trong số anh chị ở đây thì Toàn nghĩ có một số anh chị cũng chăm sóc tốt cho cái thận, thì chút xíu chúng ta có thể chia sẻ cái kinh nghiệm. Thì trên cơ sở nguyên lý này, các anh chị có thể hỗ trợ cho thận chúng ta tốt hơn. Thì đó là Toàn tạo điều kiện cho các anh chị tìm hiểu về nguyên lý đông và Tây y. Ở đây thì chắc chắn có một số anh chị liên quan đến lĩnh vực y khoa. Thì các anh chị hoàn toàn có thể cho thêm những cái ý kiến cần thiết để hỗ trợ tốt cho thận hơn. Còn ứng dụng theo nguyên lý thì chúng ta ứng dụng theo theo cái cách như thế này. Đó là theo đông y thì chúng ta hãy nhớ là mẹ tốt, con tốt thì mình tốt. Mình khắc ai giúp cho cái mình khắc tốt thì mình tốt. Bên cạnh đó, theo nguyên lý của Tây y thì nãy giờ chúng ta nói ăn uống làm sao cho cân bằng lại cái tính chất axit của 3 giờ cho cơ thể. Thì lúc thời điểm đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tốt hơn. Nước trong cơ thể chúng ta sẽ tốt ngoài quá trình tạo máu. Thì đông và Tây y đều có chung một nguyên lý, đó là chỉ cần máu mà tốt thì thận nó sẽ tốt. Trong máu nó chứa rất là nhiều cái chất chống lại sự oxy hóa, thì nó thận nó sẽ có khả năng chống chọi lại, hỗ trợ lại phục hồi tốt hơn. Đó là cái những hiểu biết của cá nhân Toàn về thận, và Toàn chia sẻ với tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì Toàn sẽ trả lời một số cái câu hỏi, đặc biệt là một số anh chị hỏi về cái quá trình mà sỏi thận đâu nè. Chúng ta sẽ trả lời một số cái câu hỏi. Trả lời một số câu hỏi.
Các anh chị, bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi, tại vì các anh chị hỏi Toàn thì Toàn không có nắm được, tại vì livestream đó cái nó trôi qua, Toàn không biết được cái các anh chị đã chia sẻ. À, có nghĩa là thai thận. Thai thận có nghĩa là sao chị? Có nghĩa là mình thai trái thận khác á ha. Thai trái thận khác thì thay cái trái thận khác. Thay cái trái thận khác phải không chị? Nhung Lê Thị Hồng. Thì nếu mà trong quá trình thai thận thì các anh chị chắc điều trị của bác sĩ là tránh uống những cái thuốc tránh dung nạp này. Thì bên cạnh đó vậy đó, thì Toàn nói với các anh chị nè, tránh cái tình trạng nhiễm lạnh sâu thì nó sẽ ảnh hưởng đến mệnh môn, thì ảnh hưởng rất lớn đến thận. Bên cạnh đó thì các anh chị thấy là thận á, nó sẽ có dấu hiệu máu mà tốt, thì nuôi dưỡng máu tốt thì thận tốt, lá gan tốt thì nó sẽ dưỡng được thận. Thế nên những người thai thận thì Toàn nghĩ là phải chăm sóc lại trái thận đây. Rồi có một trường hợp bị sỏi thận đi. Một số anh chị nói sỏi thận. Thì cái chị ha, chị Nhung Lê Thị Hồng á, thì Toàn chia sẻ cái ý gì đó chị, có nghĩa là thai thận rồi thì muốn chăm sóc dưỡng cho cái thận nó thiệt là tốt, thì làm sao cho tránh cái tình trạng nhiễm lạnh quá, thì phổi ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thận, sau đó tạo máu tốt, nuôi dưỡng trong máu có chất chống oxy hóa và dưỡng cái lá gan, đừng có làm tổn hại gan quá, thì chất lượng của máu nó vẫn tốt, thì thận nó sẽ được nuôi dưỡng tốt. Thì còn cái mà sỏi thận, trong quá trình sỏi thận á thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến sỏi thận. Có một số nguyên nhân do phosphat, do oxalat, do canxi. Có rất là nhiều nguyên nhân, thì chúng ta đừng vội kết luận á, là nguyên nhân gì sẽ ảnh hưởng đến sỏi thận, hoặc là dư canxi sẽ ảnh hưởng đến sỏi thận. Nhưng mà trong quá trình mà có một số cái lý luận về cái việc mà thiếu hụt cái điện magie thì nó cũng ảnh hưởng đến quá trình làm cho canxi nó sẽ kết dính với những phosphat vân vân, thì nó ảnh hưởng đến đường thận. Thì tới thời điểm này về những cái tài liệu về nghiên cứu về sâu sắc đó thì Toàn cũng chưa đọc sâu sắc, nhưng mà Toàn biết được cái nguyên lý nó đơn giản lắm. Đầu tiên đó là mỗi loại sỏi khác nhau, các anh chị giúp Toàn là gì, nó sẽ có một cái giải pháp khác nhau. Ví dụ như có một Toàn có người bạn đó là quanh năm suốt tháng là cứ mổ xong rồi sỏi lại, mổ xong sỏi lại. Thì có một số người có thói quen ăn mì gói thường xuyên thì nó cũng sỏi thận đó. Ăn mì gói thường xuyên hàng ngày, ăn mì gói thường xuyên ăn mì gói cũng sỏi thận. Có một số người ăn thức ăn mà có chất oxalat nhiều, có chất chua các anh chị, kết dính lại. Có nghĩa là ví dụ như ăn thức ăn, thích ăn canh chua thường xuyên thì thói quen đó nó cũng có một thời gian thì họ cũng kết tụ sỏi. Có một số người thì họ ăn một số cái thức ăn đặc biệt có chất chát đi, thì qua thời gian cũng họ có dấu hiệu bị sỏi. Thì sỏi nó có rất là nhiều căn nguyên, nhưng mà ưu tiên sỏi thận đầu tiên đó là về lĩnh vực dinh dưỡng á. Thì có một số anh chị hỗ trợ tốt cái vitamin C và tốt ngay cả hỗ trợ tốt vô cái canxi. Cái này kinh nghiệm cá nhân nha các anh chị. Thì họ lại có dấu hiệu là qua thời gian tan sỏi. Nhưng mà có một số hiệu người phải uống kim tiền thảo hay là những cái thuốc nam vân vân, thì trong quá trình hiệu quả nhất mà Toàn thấy đó là dùng cái thực phẩm, dùng cái loại gâu mèo á các anh chị. Gâu mèo là một trong những cái cây cỏ thuốc nam thôi. Thì cái đó thì chúng ta nấu như nước uống hàng ngày vậy đó. Trong ở đây không biết các bạn Kiều Thơ có xem ở đây hay không, thì có một lần thì Toàn chia sẻ cho người bạn đó, thì mẹ có dấu hiệu bị sỏi đó, sau đó bắt đầu uống cái đó thì nó tan. Dĩ nhiên là mình phối hợp với những dưỡng chất khác rồi dinh dưỡng gì kèm theo, thì Toàn chuyên về dinh dưỡng, Toàn không chuyên về cái mảng đó, nhưng mà cái kinh nghiệm cá nhân Toàn có thể chia sẻ đó là gâu mèo, thì trong quá trình uống đó thì sỏi bắt đầu tan ra và bắt đầu là tiểu ra luôn. Nhưng có một số anh chị uống dinh dưỡng đây, đặc biệt là uống vitamin nhóm B, canxi C hoặc là một số đa vitamin khoáng chất, qua thời gian cũng tống cái sỏi ra. Thì cơ chế về sỏi thận hiện tại, về nghiên cứu về dinh dưỡng thì giúp đỡ cho sỏi thận thì Toàn chưa có nghiên cứu sâu sắc được,
cái đó. Nhưng mà về thuốc nam thì có gâu mèo, có số anh chị kiếm cua kiếm uống kim tiền thảo rồi đường khoàng chân khóm rồi thơm rồi đó, thì những cái đó là mỗi loại sỏi khác nhau nó sẽ có một cái dưỡng chất đưa vào cơ thể thì nó sẽ có đánh tan sỏi đó riêng. Nhưng mà gâu mèo nó có thể đánh tan mọi loại sỏi mà toàn được các những người bên đông y chia sẻ cái này, bên thuốc nam chia sẻ này, thì đó là một trong những cái mà toàn có kinh nghiệm toàn chia sẻ với các anh chị. Còn vitamin C theo nghiên cứu của lĩnh vực y học dinh dưỡng thì vitamin C có thể làm cho tan sỏi. Nhưng mà tan sỏi của cholesterol đó các anh chị, thì vitamin C có tác dụng đó. Rồi nếu mà hỗ trợ tốt, có một số người ta có một cái số lý luận đó là khi mà một con người có dấu hiệu là bị thiếu hụt lượng canxi, thì có một số cái lý luận thiếu hụt lượng canxi thì do quá trình lấy canxi ra ngoài cơ thể thì nó sinh ra có hiện tượng là sinh sỏi. Thì có một số người bị loãng xương thì lại bị sỏi thận. Thì đó là một số cái lý luận nghiên cứu thì toàn cũng chưa đọc được những cái nghiên cứu cụ thể về bên mảng đó. Nhưng mà khi một sỏi nó kết tụ có rất là nhiều cái lý luận khác nhau về sỏi, thì sỏi khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau. Nhưng mà thói quen ăn uống của con người vì sỏi, chúng ta hãy chú ý chúng ăn thường ăn những cái thức ăn có tính chất axit đó, tính chất oxalate đó gì, thì nó dễ kết tụ hơn, dễ kết tụ sỏi hơn. Rồi có một số người thì ngồi vận động thiếu cái sự vận động thì sanh ra có quá trình đó là tích tụ lại. Và có một số cái bài tập của nhân gian thì toàn thấy là có một số hiện nay lan truyền nhau một cái bài tập mà cái kinh nghiệm tập của bài này thì hiện tại thì có người anh là anh toàn quen biết là anh Nam á, thì anh cũng hướng dẫn cái bài tập này, tại vì ngày xưa anh có vấn đề về thận. Thì có nghĩa là các anh chị cầm cái chân lại với nhau như thế này. Cầm cái chân như thế này. Cầm lại, các anh chị nhịp mà cho nó đụng xuống dưới á các anh chị. Chúng ta nhịp ở đây toàn ngồi lên ghế nó hơi khó quá. Có nghĩa là các anh chị đưa cái chân lên hai bên. Thì các anh chị có thể search cái bài này về cái quá trình bài tập này, cái nhịp có khoảng cỡ 300-500 lần gì đó, cầm đó đó, các anh chị nhịp sát xuống. Thì trong quá trình đó là chúng ta đang tập cho cái trái thận, thì nó hỗ trợ tốt cho thận. Và hiện nay cái bài tập đó hình như nó lan truyền rất là nhiều. Thì trong cái ebook á, để toàn nói về cái tính chất của nó, toàn gửi cho các anh chị. Thì hôm trước thì toàn có tham gia một cái buổi nói chuyện của một người anh, thì anh hướng dẫn cho toàn cái điều này, thì toàn thấy hay. Đó là tập cái bài tập này thì nó hỗ trợ cho thận. Cái bài này thì có rất là nhiều người ta đang tập, đó là cầm sát vô cái chân cái tay này, sát vô, ép sát vô cái đây, sau đó để nó cái chúng ta nhịp ha các anh chị, nhịp thì nó sẽ hỗ trợ cho cái thận của chính chúng ta. Thì vận động thường xuyên như vậy nó sẽ tốt cho quá trình hỗ trợ cho cái sạn thận hơn. Còn nếu thiếu cái sự vận động thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sạn thận. Dù chúng ta uống thuốc cái gì đó, nó có khả năng tái lại cái sạn thận rất là cao. Ở đây thì có một số anh chị chia sẻ đó là thận ứ nước nè. Thì thận ứ nước là một cái trạng thái của cái có một số cái thận đó là bị hội chứng thận hư. Thì cơ thể cái hội chứng thận hư thì theo nguyên lý của lúc nãy mà chúng ta chia sẻ nha các anh chị. Tại vì những cái hiện nay về thận người ta đang nghiên cứu rất là nhiều, toàn cũng không dám đưa ra một cái kết luận gì hay là cụ thể về quá trình cải thiện sâu sắc. Nhưng mà nguyên lý chăm sóc cái thận các anh chị giúp toàn là nguyên lý lúc nãy. Dạ ở đây nè. Ở đây có Mai Dung Nguyễn nè. Đặt câu hỏi là người bị suy thận phải lọc máu tuần 3 lần, thận teo rồi, có cách nào giúp cải thiện bệnh không? Toàn chia sẻ theo cái nguyên lý đó, nhưng mà nói thật ra các anh chị thì chăm sóc cho những người này chúng ta phải chăm sóc cẩn thận. Tại vì trong quá trình điều trị thì chúng ta đưa những dưỡng chất vào đó thì chúng ta phải chú ý, nhưng mà cái nguyên lý là các anh chị làm sao cho người đó giảm được cái lạnh hơn.
Thường cơ thể của những người chạy thận thì họ có dấu hiệu bị nóng bức. Thì các anh chị chú ý là giảm rồi hỗ trợ lá gan, rồi máu tốt. Thì đối với chị Mai Dung Nguyễn này có thể nhắn tin riêng thì chị Toàn sẽ kết nối cho chị. Đối với người chị là tên Thấm, chắc Toàn nghĩ là kết nối chị sẽ giúp đỡ. Tại vì chị Thấm là bị teo thận nhiều và chị giúp đỡ rất là nhiều người bị chạy thận và viêm thận. Nên là Toàn sẽ kết nối. Ở đây có người chị hỏi là đa số là đi tiểu trắng rồi, nhưng mà có hiện đại đi tiểu vàng do thức ăn đó chị. Thêm cái nữa lượng nước đưa vào cơ thể nó không phù hợp, đi vào cơ thể những cái thời điểm trong ngày nó không phù hợp, rồi nước thiếu quá nó sinh ra hiện tượng đó. Đối với chị Mai Dung Nguyễn, nếu mà cần nhu cầu chị cứ nhắn cho em nghe chị. Tại chạy thận ngày 3 lần rồi thì mình phải có một cái giải pháp chăm sóc cho phù hợp. Dạ đồng gia, đạt đồng gia sư, đó là mình chồm đá nóng ạ. Chồm đá nóng ngang ở mệnh môn chứ không phải mạch môn ạ. Đây, chị Mật Ong chia sẻ đó chị. Ở đây thì bị viêm thận đó chị. Cái dấu hiệu viêm thận thì mình, đó là một bệnh phức tạp đó chị. Theo nguyên lý đó mình chăm sóc nha chị. Làm sao để chất lượng máu tốt hơn? Dạ, thứ nhất là các anh chị, chất lượng máu tốt hơn thì trong máu nó phải có, thứ nhất là độ nhớt máu nó phải tốt. Độ nhớt máu, không có độ nhớt máu quá. Rồi cái thứ hai, thành phần của máu nó phải là những cái thành phần tránh được những cái gốc tự do trong máu. Thì lúc nãy em nói đó, vitamin C, vitamin E, đặc biệt là có độ nhớt máu tốt nữa. Thì máu tốt nữa thì omega 3 là một trong những dưỡng chất rất quan trọng, làm cho tránh cái sự kết tụ bất thường của máu, thì nó cũng hỗ trợ. Dạ, gluten B và sắt là những dưỡng chất tạo máu. Nhưng mà các anh có thể xem lại cái máu giúp em. Vậy ở đây thì anh Thanh Nhàn Nguyễn nè, thận yếu đến đau tức lưng, nóng gan lưng xong lên tức vùng phổi thì khắc phục thế nào? Thì nếu mà giải pháp mà chúng ta thông máu trong cơ thể, có nghĩa là có một số người ta bấm huyệt, massage, thông máu toàn cơ thể, thì nó sẽ hỗ trợ thông máu huyết, cho nên ứ lại cái này nó rối loạn trong cơ thể nè. Ở vùng phổi thì tức ở vùng phổi là có nghĩa là vùng phổi nó có vấn đề nữa. Thì chúng ta tiến hành thông như vậy rồi ứng dụng thêm cái giải pháp mà chúng ta chia sẻ. Dạ, ở đây thì nhiều câu hỏi ha, nhiều thiệt chứ. Có ở đây có nghiêm mạc, thì có nhóc nhỏ ở nhà 17 tuổi, tiểu màu vàng, nhiều bọt. Thì chắc chị phải thay đổi thức ăn, cách ăn uống của cháu. Toàn sẽ gửi cho cháu là cái, cho lên đó cái bảng xác định tính axit 3 giờ của thực phẩm á. Các anh chị xem qua đó và theo dõi lại. Tại vì cái tính chất trong quá trình ăn uống, thích uống nước uống có ga, nước uống đồ ngọt quá, rồi nhiều cái nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng của nước tiểu. Cần nếu mà nhiều bọt quá thì chị đi khám bác sĩ, thì coi cái thành phần trong đó nó như thế nào, và chúng ta bắt đầu khám kỹ lại thì mình mới biết kỹ nghe chị. Nhưng mà nếu không có gì, đi khám không có bị gì mà vẫn đi màu bọt mà nước tiểu nhiều, thì uống nước tương đối tốt và cân bằng lợi axit 3 giờ, thì em nghĩ nó sẽ cân bằng cái này. Hey. Có rất là nhiều câu hỏi ha. Các anh chị có thể giúp Toàn nhiều câu hỏi nè. Có một câu ở đây có rất là hay, đó là thừa axit ugic. Thì thừa axit ugic là quá trình phân giải chất đạm sanh ra. Thì cái này nó liên quan tới lá gan. Cải biên cái lá gan nó sẽ hỗ trợ tốt. Còn không thôi thì trong máu nó thừa axit ugic, nó sẽ kết tụ sinh ra bệnh gút á.
Thận là một trong những cái bệnh rất là phức tạp. Toàn cũng chia sẻ với các anh chị luôn là theo nguyên lý, Toàn học rất, Toàn chia sẻ, Toàn tìm hiểu rất là nhiều về thận để giúp cho người khác. Thì hiện nay cái kinh nghiệm về chăm sóc thận thì Toàn cũng có cái kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm nó cũng không cao lắm. Không có nghĩa là không bám trụ cao được, bởi vì trong quá trình tiếp cận chăm sóc nó cũng chưa có hoàn thiện lắm. Thì có một số người chăm sóc rất là tốt thì Toàn sẽ tạo điều kiện giới thiệu cho tất cả các anh chị hiểu hơn về những người đó, sẽ giúp đỡ cho tất cả các anh chị hơn. Thì sau cái buổi này các anh chị hoàn toàn có thể ebook là nhắn tin hỏi Toàn, thì Toàn có kết nối cho tất cả các anh chị hay các anh chị. Nói chung có rất là nhiều nè. Tiểu gắt hay tái phát thận bị sao chưa ? Tiểu gắt khó tiểu thì mình phải đi khám. Nhiều khi mình bị viêm cái tiết niệu, viêm tiết niệu hay gì đó thì cũng khám thì mới biết được. Thì ảnh hưởng rất là ảnh hưởng của cơ thể, nên là các anh chị phải khi thận phát hiện thì các anh chị phải đi khám thôi. Khám trong có vấn đề chưa rồi chúng ta mới giải quyết, còn không thôi chúng ta hiểu lầm. Tiểu có vấn đề vân vân thì chúng ta bị viêm tiết niệu cũng không chừng. Dạ. Rất là cảm ơn các anh chị. Ở đây thì có Hồng Anh Lê, thì uống cái đó trước đi. Uống cái đó trước đi, uống cái mà từ bi rồi nè, uống trước đi. Nếu mà hiệu quả mà không cao thì các anh chị hoàn toàn có thể uống gâu mèo. Gâu mèo nó là một loại gâu mèo là một loại nó làm nó có dấu hiệu là giống như là một loại gâu cỏ gì đó các anh chị. Gâu mèo á, các anh chị coi thì các anh chị lên mạng các anh chị đánh thì cũng có thể được nhiều cái đơn vị bán lắm, thì các anh chị hoàn toàn có thể hỗ trợ được. Ở đây có rất là nhiều câu hỏi. Này, đúng rồi, bác sĩ bảo viêm bàng quang nè. Thận với bàng quang nó có liên quan với nhau. Nhưng mà viêm bàng quang thì mình hỗ trợ kháng viêm rồi thôi. Hang các anh chị. Kháng viêm, hỗ trợ kháng viêm, rồi đặc biệt là cơ thể bị viêm nhiễm thì tăng cường sức đề kháng. Rồi sau đó thì mình kỹ, mình uống nước đồ tốt, mình đừng nhịn tiểu nữa, vận động nhiều chút xíu, về đi đứng nhiều chút xíu thì nó sẽ đỡ hơn. Rồi nếu viêm nhiễm thì bác sĩ, viêm nhiễm cấp tính thì các anh chị phải dùng thuốc. Nếu mà viêm nhiễm cấp tính các anh chị phải dùng thuốc, đặc biệt liên quan tới tiết niệu rồi này kia cấp tính thì các anh chị phải can thiệp thuốc trước, rồi hỗ trợ kèm theo. Rồi thói quen của một số người nhịn tiểu, rồi vệ sinh không sạch sẽ nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Rồi, rất là cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Ngày hôm nay Toàn rất là cảm ơn. Chủ đề về thận là một trong chủ đề như Toàn chỉ có thể chia sẻ cho các anh chị cái cách phòng là nhiều. Còn trong quá trình điều trị thì cái kinh nghiệm cá nhân của Toàn hỗ trợ chưa cao. Toàn hy vọng là có một số anh chị có cái kinh nghiệm sẽ chia sẻ cho Toàn dùng y học dinh dưỡng hỗ trợ như thế nào. Thì Toàn, kinh nghiệm của Toàn trong quá trình hỗ trợ thận thì nó thật ra nó cũng tương đối thôi. Thì nó chưa có sắc sức nhiều và chưa có lượng người á, chăm sóc chưa nhiều, nên là Toàn không có chia sẻ sâu sắc hơn cho tất cả các anh chị được. Nhưng mà theo nguyên lý thì các anh chị hoàn toàn có thể ứng dụng cái cách đó để phòng, và đặc biệt là hỗ trợ giảm bớt cái triệu chứng được. Thì Toàn tới giờ cũng chưa kinh nghiệm nào mà chăm sóc người bị suy thận mà suy thận rồi chạy thận rồi nó hết bình thường chứ. Chỉ có làm giảm cái thời gian chạy thận và số ngày lần chạy thận trong ngày giảm đi thôi. Thì hiện tại đang có chăm sóc như vậy, nhưng mà chưa có người nào hết toàn diện cái chạy thận hết. Nên là trong kinh nghiệm thì các anh chị nếu cho cơ hội trong quá trình chăm sóc thì Toàn sẽ hỗ trợ chăm sóc cho tất cả các anh chị. Nếu các anh chị có cần cái sự giúp đỡ thì rất là cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả các anh chị trong chủ đề này. Rất là cảm ơn các anh chị hoàn toàn có thể nhắn riêng cho Toàn. Toàn nói đó, các anh chị nếu cho còn cái cơ hội chăm sóc thì Toàn sẽ chăm sóc hết mình cho một số anh chị có vấn đề về thận, để lấy thêm kinh nghiệm để hỗ trợ kèm với quá trình điều trị của bác sĩ và một số chuyên gia. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Chúc tất cả các anh chị có một sức khỏe tốt nhất và thành công ạ.